bệnh tim mạch là các tình trạng liên quan đến sức khỏe của trái tim, sự hoạt động của các mạch máu gây suy yếu khả năng làm việc của tim. Các bệnh tim mạch bao gồm các bệnh mạch máu như bệnh động mạch vành, bệnh cơ tim, loạn nhịp tim và suy tim. Bệnh tim mạch gây hẹp, xơ cứng và tắc nghẽn mạch máu, làm gián đoạn hoặc không cung cấp đủ oxy đến não và các bộ phận khác trong cơ thể. Từ đó khiến các cơ quan bị ngừng trệ hoạt động, phá hủy từng bộ phận, dẫn đến tử vong. Bệnh tim mạch có thể xảy ra ở mọi độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp. Bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn, đòi hỏi sự điều trị và theo dõi cẩn thận, thậm chí là suốt đời, tốn kém nhiều chi phí. Mỗi một cái bệnh tim mạch đó đều có cái dấu hiệu nhận biết khác nhau, nó được triệu chứng khác nhau, nó có đặc trưng riêng của nó. Ví dụ như là một số người thì có khả năng có triệu chứng như là khó thở khi gắng sức, khó thở khi mà nằm, giảm khi nghỉ ngơi thì nó giảm. Hoặc là khó thở khi về đêm, đó là triệu chứng của bệnh nhân suy tim. Một số người thì có triệu chứng ở nặng ngực, khó chịu ở ngực, tức ngực ở sau xương ngực, hoặc là bên ngực bên trái, nó lan lên bên cánh tay bên trái, hoặc lan lên cổ. Thì triệu chứng này kéo dài khoảng từ vài phút đến vài chục phút, lặp đi lại nhiều lần, nhiều khi mà mình gắng sức và giảm khi mình nghỉ ngơi. Đây là triệu chứng của bệnh vành. Rồi một số người thì có triệu chứng như là phù ở mắt hoặc là ở tay chân, hay là triệu chứng của quá tải hay tích dịch trong bệnh nhân suy tim. Hoặc là một số người có triệu chứng rất là mơ hồ như là hồi hộp, đánh trống ngực, rồi lo lắng, vã mồ hôi, đổ mồ hôi tay chân. Đây là cũng triệu chứng của bệnh tim mạch nhưng mà nó không đặc trưng. Do đó chúng ta cần phải đến bác sĩ tim mạch để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Yếu tố nguy cơ cao thì chúng tôi chia thành hai nhóm tố nguy cơ có thể thay đổi được và yếu tố nguy cơ không thể thay đổi được. Yếu tố nguy cơ không thay đổi được đó, như là tuổi. Thì đó những trường hợp mà tuổi càng cao thì nguy cơ tim mạch càng cao. Đặc biệt là những người bệnh nhân mà trên 65 tuổi thì nguy cơ tim mạch rất là cao. Thì giới là yếu tố thứ hai. Giới nam thì thường là mắc bệnh tim mạch cao hơn giới nữ ở thời trẻ. Còn ở những người phụ nữ sau tuổi mãn kinh đó, thì tỷ lệ mắc bệnh tim mạch giữa nam và nữ là như nhau. Còn thứ ba là yếu tố di truyền. Thì có những trường hợp mà có gia đình mà có người bề thân như cha mẹ hoặc anh chị em ruột bệnh tim mạch mà dẫn đến tử vong đó, thì những người đó có khả năng là nguy cơ bị tim mạch cao hơn so với người bình thường. Nhóm thứ hai chúng tôi chia ra là nhóm yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được như là tăng huyết áp. Thì những trường hợp mà tăng huyết áp đó là làm cho mạch máu mình bị xơ vữa và cái thành tim nó dậy lên, do đó dẫn đến là nguy cơ những biến cố tim mạch rất là cao. Yếu tố thứ hai là hay gặp đó là tăng cholesterol trong máu. Thì những cái cholesterol trong máu này nó lắng động ở cái thành mạch đó, làm xơ vữa máu và xơ cứng dần dần hẹp máu dẫn đến các bệnh tim mạch như là bệnh đột quỵ hay là nhồi máu cơ tim. Yếu tố thứ ba nó là thuốc lá. Những bệnh nhân mà hút những người mà hút thuốc lá thì có cái thành phần trong thuốc lá là cái nicotine đó với cái carbon monoxide đó, nó làm cho mạch máu mình bị xơ vữa, tăng cái lượng cholesterol trong máu nữa, dẫn đến là nguy cơ tim mạch cao. Cho đó là những người mà bệnh nhân mà có ai mà hút thuốc lá thì nên là ngưng ngay. Yếu tố thứ ba nó là bệnh nhân đái tháo đường. Bệnh nhân đái tháo đường thì cũng là những một trong những yếu tố nguy cơ cao gây bệnh tim mạch như là đột quỵ hay là nhồi máu cơ tim. Cái nữa là mà bệnh nhân mà có cái thừa cân hay là béo phì, và những người mà có cuộc sống mà lười vận động hay là không có thời gian vận động thì sẽ có nguy cơ bệnh tim mạch rất là cao. Dựa vào những cái nguy cơ mà tôi đã đưa ra đó thì chúng ta có thể là ví dụ như là chúng ta thay đổi chế độ ăn hàng ngày của chúng ta là giảm cái lượng cholesterol trong máu, cholesterol trong bữa ăn đó, bảo hòa đó, cholesterol bảo hòa như là cái mỡ động vật đó, như heo hay là trâu bò đó. Thì thay vào đó là những cái dầu ăn thực vật, rồi ăn nhiều thức ăn như rau củ quả cá, rồi hạn chế ăn mặn ha. Ăn mặn sẽ làm nguy cơ tăng huyết áp, thì tăng huyết áp dẫn đến là bệnh tim mạch nữa. Và thứ ba là bệnh nhân nào mà có thuốc lá thì ngưng ngay, thuốc lá sẽ làm tăng nguy cơ tim mạch. Và kế nữa là bệnh nhân nào mà có thừa cân đó, thì ta nên là có chế độ tập thể dục thể thao hợp lý để mà đưa cân nặng trở về bình thường. Rồi ngoài ra thì đối với người bình thường chúng ta thì nên tập thể dục mỗi ngày khoảng 30 phút, hay là tập mỗi ngày trong tuần luôn để giảm yếu tố nguy cơ tim mạch. Hiện nay tim mạch là bệnh lý mà người dân rất hay gặp trong cộng đồng. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh tim mạch. Ngoài yếu tố bẩm sinh thì phổ biến nhất vẫn là bệnh nhân bị biến chứng do mắc phải một số bệnh mãn tính như đái tháo đường, cao huyết áp. Và một khi mắc phải bệnh tim mạch,
việc chẩn đoán bệnh chính xác, có những can thiệp kịp thời về y tế là rất quan trọng trong việc đảm bảo cho sức khỏe của bệnh nhân. Hiện nay, sự tiến bộ của y học đã giúp cho không ít bệnh nhân mắc bệnh tim mạch được can thiệp tốt và đảm bảo tính mạng nếu được thăm khám thường xuyên và tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ. Trong cái bệnh tim mạch á, bệnh tim mạch trong đây là bằng đông, đa số bằng đông của mình ở đây, người dân mình đây á, là cái nhất bệnh tim mạch là cái cao áp. Cao áp là hiện nay là trong cộng đồng mình chiếm cái tỷ lệ rất là cao. À, thì cái này nói chung thì vô tới trung tâm thì trung tâm vẫn được làm công tác tư vấn và điều trị và quản lý bệnh nhân. Bệnh tim mạch đây thì đa số cộng đồng thì nó có liên quan đến bệnh tiểu đường, ví dụ như thiếu máu cơ tim, rồi cao huyết áp, rồi tiểu đường gây thiếu máu cơ tim, rồi cao áp cũng dẫn gây thiếu máu cơ tim. Thì một số bệnh nhân đó mình tư vấn khi bệnh nhân điều trị được. Khi trường hợp mà vô mình nếu nó nặng quá giống như nó nhồi máu cơ tim, thì ở trung tâm y tế, hiện trung tâm y tế là có cái hồi sức cấp cứu, là hồi sức cho bệnh nhân, rồi cấp cứu cho bệnh nhân, rồi sau đó mới chuyển tuyến về Cần Thơ. Nếu trường hợp nặng thì chuyển về chỗ đa khoa trung Cần Thơ. Nếu trường hợp nhẹ thì mình chuyển về chỗ mà cái trường đại học Dược Cần Thơ. Thì chỗ này để mình ký hợp đồng. Trên đó thì đa số anh em như đó là thực hiện tốt những cái kỹ thuật về tim mạch, giống như là đặt cái tên cho bệnh nhân trong cái nhồi máu cơ tim. Thực hiện chương trình phòng chống bệnh tim mạch tại cộng đồng theo chương trình mục tiêu y tế quốc gia, ngoài công tác điều trị, các tuyến y tế từ tỉnh đến cơ sở còn rất chú trọng đến công tác tuyên truyền để người dân trong cộng đồng, nhất là các đối tượng thuộc yếu tố nguy cơ cao, có ý thức chủ động tầm soát thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Là một đơn vị thuộc vùng xa của huyện Phước Long, trạm y tế xã Phong Thạnh Tây B được xem là điểm tựa, là nơi người dân đặt trọn niềm tin, trao gửi sức khỏe khi chẳng may có ốm đau bệnh tật. Một bệnh lý nguy hiểm như bệnh tim mạch với những diễn biến bất ngờ và khả năng sống của bệnh nhân được đo bằng phán đoán chính xác của người thầy thuốc cùng những can thiệp y tế kịp thời, thì vai trò của người thầy thuốc tuyến cơ sở rất quan trọng. Trong nhiều năm qua, những cán bộ y tế nơi đây đã cố gắng làm rất tốt vai trò của tuyến y tế cơ sở trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Cũng như các chương trình khác, chương trình phòng chống bệnh tim mạch tại cộng đồng được trạm y tế xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long thực hiện khá tốt, từ khâu khám, tư vấn điều trị đến khâu tuyên truyền tại cộng đồng. Để thực hiện cái chương trình phòng chống là bệnh tim mạch ngoài cộng đồng, thì đứng về góc độ trạm y tế thì chúng tôi hàng ngày cũng đã khám cho bệnh nhân và đồng thời là tư vấn cho bệnh nhân về các cái chế độ chăm sóc cũng như khám sức khỏe định kỳ ngoài các chế độ ăn uống. Thì trong các chương trình đó thì chúng tôi cũng có tổ chức hàng tháng là từ 2 đến 3 lần cùng với cộng tác viên là đi đến là hộ dân để tuyên truyền vận động người dân, rồi tùy theo mỗi hoàn cảnh phù hợp là trong cái mỗi điều kiện của gia đình và mỗi người, thì chúng tôi là tuyên truyền vận động từng biện pháp mà hướng dẫn từng uống thuốc rồi khám định kỳ sức khỏe cụ thể cho mỗi người. Từ đó mà để tạo được cái thói quen của người dân biết để đi khám sức khỏe cộng đồng cũng như là khám sức khỏe cho mình, đồng thời là biết những triệu chứng nào là xuất hiện thì phải đi đến trạm y tế ngay để chúng tôi là cấp cứu, sơ cấp cứu kịp thời. Lực lượng cộng tác viên y tế là lực lượng tuyên truyền chủ lực giúp trạm y tế thực hiện các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng. Có thể là đến từng hộ dân, có khi thực hiện truyền thông theo nhóm. Người dân địa phương từ đó nâng cao ý thức và có hiểu biết đúng hơn về bệnh tim mạch và các biện pháp phòng bệnh. Trách nhiệm của cộng tác viên thì thường xuyên, có nghĩa là đi tuyên truyền tất cả chứ không phải là riêng một cái bệnh tim mạch. Nhưng mà những cái người nào mà già đó thì mình biết là cái người đó có tim mạch thì cũng vô vận động, ăn uống để hạn chế cái dạng mà tăng huyết áp, ăn như là ăn ít mà muối rồi giảm mỡ rồi để có sức khỏe, rồi thêm một cái nữa là với bệnh tiểu đường, rồi hàng thường xuyên thì cũng vận động bà con đi ra trạm để khám định kỳ, rồi mỗi một lần vậy là mỗi một năm thì ở cộng tác viên của ấp phối hợp với trạm là xuống để khám định kỳ cho bà con một năm vậy là 3 lần. Thì thường thường thì mình đi thăm các bệnh xã hội và những cái bệnh tai biến hay là cao áp, tiểu đường, thì mình gợi ý cho bà con cô bác người ta, ví dụ như một là đi khám, ra trạm khám thường xuyên để nhận thuốc uống, còn cái thứ hai nữa là ăn uống. Ông Trương Văn Hường, nhà ở ấp 9B, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, năm nay 70 tuổi. Ông đã và đang sống chung với bệnh cao huyết áp, cao mỡ máu, thiếu máu não. Ông thuộc diện đối tượng nguy cơ cao của bệnh tim mạch.
Nghe lời tư vấn của bác sĩ, ông hàng ngày thực hiện nghiêm túc việc điều chỉnh chế độ ăn, thường xuyên tập thể dục nhẹ nhàng để giữ gìn sức khỏe. Mình giờ cao huyết áp thì uống thuốc hàng ngày. Giờ là thêm cắt tim mạch rồi, giờ gì? Thiếu máu não rồi máu mỡ máu. Thì hàng ngày phải uống thuốc thôi, lại bác sĩ thì kêu mình cũng nghỉ ngơi, có lao động vừa phải, cũng có thể dục. Còn ông Nguyễn Văn Thành, nhà ở ấp 9, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, thì đã sống chung với bệnh cao huyết áp từ hơn 10 năm nay. Bản thân vốn hút nhiều thuốc lá, nên khi nghe nói đến các bệnh lý tim mạch có liên quan đến cao huyết áp và thuốc lá, ông cũng khá lo. Ông hiện đang quyết tâm giảm hút thuốc lá để sống khỏe hơn. Thì ở đây trạm thì cũng lo thường xuyên, thì cái khám mà cho thuốc uống cũng đều đặn, chứ không có thuốc uống thì không có nghỉ. Thì có bảo hiểm đó, mua bảo hiểm đó, thì ra trạm người khám thì ra uống thuốc, thì cứ hết thuốc rồi lấy rồi về. Thì ra trạm chứ không có đi viện, bị nó huyết áp vậy thôi, chứ chưa nhiều, thành ra gọi uống thuốc tại trạm không, chứ không có đi xa. Thì có hút thuốc lá cũng lâu năm rồi, giờ cũng giảm bỏ, nhưng có hút, bây giờ cũng đang hút nữa, nhưng mà giảm bỏ. Hay như ông Nguyễn Thanh Tuấn, nhà ở ấp 9, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, cũng bị bệnh cao huyết áp. Ông hiện cũng đang cố gắng cải thiện lối sống theo hướng tích cực để đề phòng nguy cơ mắc bệnh tim mạch có liên quan đến chứng cao huyết áp của mình. Mình cũng biết đó, nếu mà cao huyết áp này thì nó có dễ bị bệnh là sanh ra như có thể là tai biến. Cho nên đó là thường xuyên đó là cũng là bác sĩ cũng đi ra ngoài khám đó, bác sĩ cũng dặn là như là về là như là ăn uống là cũng như là giảm là hút là thuốc lá. Và cái thứ hai nữa là coi như là uống thuốc là như là điều đặn, là như là uống thuốc là đo huyết áp, uống thuốc điều đặn hàng ngày. Còn cái thứ ba nữa là như là phải là đi tập thể dục là như là thường xuyên ra là hàng ngày, ngày nào phải tập thể dục. Còn cái thứ tư nữa là như là phải là như là ăn là như là giảm chất là như là dầu mỡ là, hoặc là chất béo. Một cái nữa đó là như là ăn là như là phải là có là nhiều rau là củ quả. Bệnh tim mạch là một bệnh lý và ai cũng có nguy cơ mắc bệnh. Bệnh tim do dị tật thì không thể ngăn chặn, nhưng còn với các loại bệnh tim mạch khác, chúng ta có thể phòng ngừa bằng cách theo dõi và kiểm soát tốt hàm lượng cholesterol trong máu, kiểm soát huyết áp, bệnh tiểu đường, không hút thuốc lá, rượu bia, các chất kích thích gây hại, chế độ ăn uống lành mạnh, tốt cho sức khỏe, giữ cân nặng luôn ổn định, tránh béo phì, luyện tập thể dục thể thao điều độ, ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng, kiểm tra sức khỏe theo định kỳ để phát hiện và tầm soát bệnh sớm nhất.